Thành ơi, Thành thấy cái tỷ số này như thế nào? Em có thấy cái chiến thắng của mình là đúng không? Dạ, em không xứng đáng. Tại sao? Đây là phiên tòa tình yêu. Bản thân em, em sống có vẻ vô tình nhiều quá. Em cứ nghĩ là cách sống em đúng nhưng mà sai. Và em xin nhường lại cái chiến thắng này cho Đức. Đức mới là người thực sự chiến thắng. Thành là một diễn viên rất là linh hoạt. Mỗi khi mà Thành xuất hiện ở đâu đều có những cái năng lượng có thể gây cười, chọc phá tất cả mọi người. Và khi mà cái khoảng thời gian Đức ở chung với La Thành, Đức được La Thành truyền cho mình những cái năng lượng tích cực rất là nhiều. Cảm thấy mình phải song sáo hơn, mình năng động hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà cái tất cả mọi người ở đây nhìn thấy cái phần thắng thuộc về La Thành đều là đúng hết. Tất cả những gì anh ta làm cũng chỉ là để mang đến niềm vui cho mọi người. Cái anh ta muốn mang đến là tiếng cười cho mọi người. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là phiên tòa này hôm nay La Thành thắng là đúng. Bởi vì La Thành không làm đảo lộn cuộc sống của anh Đức. Nhưng cái anh Đức thắng được ở đây là thắng được cái nhân tâm, thắng được một sự thức tỉnh từ một người bạn. Tôi nghĩ là anh Đức thắng được một tiếng nói nghiêm túc lần đầu tiên được nói với bạn mình là: bạn ơi, bạn phải thay đổi. Tôi nghĩ cái chiến thắng nó quan trọng hơn rất nhiều. Và tôi tin chắc là La Thành sau cái phiên tòa này cũng sẽ nhận ra vấn đề và thay đổi. Nếu anh ta thay đổi thì hôm nay anh ta thắng trọn vẹn.